nói không so sánh Việt Nam với Mỹ hoàn toàn đúng các bạn. Cái đó là những cái bài học mà Sơn Tây học đầu tiên khi mà là mấy lần này, cho những lần đầu sau những lần đầu tiên lên diễn đàn. Thứ nhất là ngày xưa mình lên diễn đàn của ông Duy á, anh Sơn anh đã học được nghe Dương, anh học được nha, là không thể nào mình lấy Mỹ so với Việt Chào Nam thằng mà Ngọc. Việt Nam so với Mỹ. Cái chuyện đó là cái chuyện rất là vô lý, tại vì hai thật sự hai cái xứ sở hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Thành ra mình ngồi đó bây giờ á, mặc dù mình ở bên Mỹ đi, mình nhìn thí dụ nghe những cái chuyện phản của những cái đài phản động hay là đọc những cái báo, giờ bây giờ Sơn Tây, bây giờ Sơn Tây biết chuyện là Sơn Tây không bao giờ tin những cái chuyện đó hết. Bình Dương anh cũng đã nói Dương nhiều lần rồi, thí dụ bây giờ anh muốn biết cái gì anh nghe một cái gì thôi, một cái đề tài gì thôi, anh muốn biết nó thật hư như thế nào anh gọi anh lên diễn đàn của Dương anh hỏi, hoặc là anh gặp Trung hoặc là anh gặp Duy anh hỏi nha. Thành ra là không không thể nào so sánh được nha các bạn. Nó tóm tắt là cái câu đó rất là đúng. Thứ nhì, nói Đúng đúng Dương, Dương giống như Dương vừa nói, Dương Dương khen cái style của anh nói với Dương nghe là thật sự các bạn. Sơn Tây chỉ là một cái người bình thường, mình chẳng phải là mà là một nói là một cái người giống như y chang như đa số những các bạn trong diễn đàn này. Mình chẳng phải là đại gia hay là mình chẳng phải là cái gì, nhưng mà hơn một cái đó là mình lúc mình đi Mỹ mình được đi học xong đó là cái thật sự như cái này, mình nói thật sự nha các bạn. Mình hôm nay mình không muốn nói về Việt Nam nha Dương. Hôm nay anh sẽ là một thằng phản động, anh sẽ phản bội đế quốc Mỹ cho Dương coi. Ok không cần gọi đâu anh, mình đi nói sự thật cũng được rồi chứ cần gì. anh nói chơi thôi, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói về Mỹ nhiều hơn. Ok thì anh đi học, nếu nếu mà anh nói với mọi người anh là họ người học giỏi nhất lớp, là nói dốc, ok rất là trung bình thôi, nhưng mà cỡ chừng mà trình độ mà cái bằng đại học, nói nha các bạn, sự thật nha các bạn, cỡ chừng đại bằng cử nhân của Mỹ á, tức là bằng 4 năm trở xuống đó, đa số người Việt Nam mình học bằng hoặc là học học ngang cơ với những người giỏi của Mỹ nha, cái đó là có thiệt nha các bạn. Nhưng mà học cao lên nữa nè, cỡ như là thạc sĩ hay là tiến sĩ á, Á Đông mình không có cửa với tụi Mỹ trắng đâu. Tức là những cái lên càng học lên cao nữa là tụi Mỹ nó rất là giỏi nha, mình không thể nào so sánh nó. Nhưng mà cỡ như trung học á, thiệt á, trung học anh vừa qua Mỹ thôi, tiếng Anh như gió, chữ có chữ không anh vẫn học giỏi hơn tụi Mỹ Nè. nha. Tại vì cái ở cái mức cỡ như là từ lớp 12 trở xuống có người Việt mình á, người Tàu luôn nha, rất là giỏi. Mỹ nó ớn mình luôn á, nó mỗi lần tới giờ toán nó nhìn mấy đầu tóc đen nè, nó mấy ngày là qua mặt tụi Mỹ trắng xiên rồi. Không, nhưng Dạ. mà trong trong cái câu anh nói là người Việt của mình đó là người Tàu luôn nghe không được, anh nói phải người Việt là người Việt, còn người Tàu người Tàu Ok nó đồng ý lớn. không, nhưng không mình nó không mình bây giờ mình xóa bỏ đi, xóa bỏ những cái sự phân biệt đó đi nha, tại vì bên Mỹ nó đa dân tộc mà Dương, nó đủ thứ á. Thành ra nhưng mà vô lớp mình nhìn thấy ai tóc đen thì chỉ có người Việt với người Tàu với là người Hàn Quốc là tóc đen thôi, chứ ai tóc đen nữa. Thành ra mỗi lần anh nhớ vui lắm, mỗi lần cái gì mà có sự tính toán là giống như là giờ toán với giờ vật lý nè, ô mấy Mỹ nó ớn mấy thằng tóc đen lắm. Ủa? Nó không biết là mấy tóc đen này tại sao tụi nó lại những cái gì mà toán tụi nó rất là giỏi. Nhưng mà cái Mễ này là nói trình mà. độ cho gì không? Mễ nó cũng tóc đen mà. Không, Mễ nói nghe nè, mình không phân biệt nha, nhưng mà Mễ không có cửa so với mấy anh mình. Mễ không có cửa so với Á Đông. Á Đông mình học rất là giỏi nha các bạn. Nhưng mà mình nói là có không phải là ở những cái mức cao tuyệt đỉnh của sự học hành nha. Tức là ở mức trung học trở xuống là mình là bá chủ nha. Đó. À. Mặc dù là tiếng Anh thì ở Việt Nam qua tiếng Anh sao bằng được Mỹ được, đúng không? Không cửa, Đương không có cửa. Lúc anh qua mười mấy tuổi rồi, tức là các bạn cái mình càng lớn á, cái lưỡi mình cứng thì là mình tiếng Anh mình học hơi khó, nhưng mà không có nghĩa là không học được nha các bạn. Mình cố gắng tập, mình học, mình vẫn nói chuyện được bình thường nha. Mình ra đường mình nói chuyện với Mỹ gì nè. Dương, anh mọi người nghĩ anh cuồng Mỹ nhưng mà anh có rất là tinh thần dân tộc nha Dương. Anh đi ra đường anh nói chuyện với Mỹ là thằng anh nói chuyện là Mỹ nó phải hiểu anh và nó phải tôn trọng anh. Còn hồi nãy chú anh Siêu nè, anh Siêu nói người Việt mình ở bên Mỹ là gì dân cái gì cấp thứ tư trong xã hội, nói tầm bậy tầm bạ, ai đưa những cái luận điệu rồi bậy nha, không có nha. Mình lịch sự, mình biết đúng luật của Mỹ, mình ra đường mình nói chuyện với nó đàng hoàng thì không bao giờ không ai mà coi thường mình hết nha các bạn. à Đó. không, có nghĩa là anh nghe chắc không kịp, nên anh Siêu lại đang lúc đó là đang nói về cái vấn đề của ông Đào Minh Quân à, nên anh Siêu có cái nhận xét về về cái một cái góc nhỏ của cái đó thôi, chứ không phải nói người Việt. Thực sự là giống như là anh cũng nói là nghe Dương cũng hay chia sẻ mà, nếu những người Việt của mình ở thành công bên Mỹ, mới nãy Dương có nói thành công bên Mỹ rất nhiều chứ không phải là không, nhưng mà những người thành công bên Mỹ á, có những người mà người ta thành công rồi, người ta muốn lánh xa cộng đồng hơn, người Việt của mình hơn,
thứ nhất là nó mang nhiều cái yếu tố, đó là những cái mà Dương có thể gì Dương biết được, đúng không anh? Đây, Dương nói đúng nè, Dương nói giống như là Dương ở Mỹ, Dương nói rất là đúng nè các bạn. Bên Mỹ á, người Việt mình nha, anh là trong ngành nail, Dương biết á, trong cái ngành nail là ngành kiếm tiền dễ nhất, ok? Thì á, anh rất biết là nhiều người trong nghề sản xuất ngành nail, các bạn ở Việt Nam, các bạn cứ coi thường người Việt, các bạn tưởng mấy người Việt là ra đây là rửa chân đồ này kia, có một số thợ nail thì làm những cái chuyện đó có, nhưng nha, trong cái giới của anh, tức là cái giới làm ra sản phẩm á Dương, bán ra nước ngoài rất là nhiều, nhưng mà người ta rất là âm thầm, không bao giờ ai mà tên vỗ ngực xưng tên tôi là triệu phú chân, không có luôn nha, cái chuyện đó là không có, hiếm lắm nha. Mình biết, thí dụ như anh Dương cũng sản xuất đi, anh sản xuất, anh biết Dương nhà, anh biết là Dương giàu đó, ok, nhưng mà vẫn không bao giờ ra ngoài đường, à ta đây, không bao giờ có nha. Dương biết tại sao, tại vì mất công rồi sợ lại kiếm chuyện rồi cướp bóc rồi này kia vậy thôi. Đúng rồi. Các bạn đừng có bao giờ coi thường người Việt, người chống cộng hay không chống cộng, là bên Mỹ gì đi nữa nghe, người ta có tiền rất là nhiều nha các bạn, nhưng mà người ta rất là âm thầm, ok, ngầm á, giàu chứ là giàu ngầm á nha các bạn, đừng có coi thường người Việt mình. Nói Dương, các bạn là người Việt nhau, nhưng mà mình mặc dù ở bên Mỹ người ta có cái thái độ chống cộng, nhưng mà đừng có coi thường người Việt mình. Anh không bao giờ coi thường các bạn ở bên Việt Nam đâu nha, người Việt mình rất là giỏi, rất là khéo tay, và người Mỹ công nhận điều đó, bởi vì mình làm nail mình mới sống, thấy rõ ràng chưa, không ai làm đó nè. Nhưng người Á Đông có ai, có người Tàu nữa nè, có người Hàn Quốc ở đây nè, là coi như những cái người mà ở bên Mỹ nhiều đó, người Nhật thì bên Mỹ không có nhiều nha, nhưng mà người Tàu với người Hàn, người Nam Hàn đó bên Mỹ rất là nhiều. Nhưng mà nói về vấn đề làm nail á, người Việt Nam mình chùm thị trường nail nha Dương nha, người Việt Nam mình chùm thị trường nail, sao mình rất là khéo tay và mình rất là kiên nhẫn nha các bạn đó, thành ra là cái đó là cái công thức của sự thành công. Nè, thật sự từ trước tới bây giờ, ví dụ chẳng hạn như anh bước lên trên một cái diễn đàn nào, hay anh đi những diễn đàn nào, anh thấy người dân trong nước mình gọi là nói chưa chửi qua chửi lại với những người ở hải ngoại, mà anh nghĩ rằng là người trong nước họ xem thường, không phải họ xem thường anh, kể cả vấn đề ví dụ như nói ra thì đôi lúc thật sự ví dụ như các anh chị hay các bạn đó, họ không có, đôi lúc cũng sự bức xúc họ không thể phân tích ra kịp, có nghĩa là ở đây Dương đã từng nói rồi. Ví dụ chẳng hạn như Dương nói, tại sao Dương gọi là bao que xỏ lá, và Dương hay dùng cái từ bao que xỏ lá nhất, nhưng mà tại sao Dương cũng nói rất rõ là không đụng chạm đến các cô chú các bác, những người đi lính Việt Nam Cộng Hòa thực thụ, tại vì cái đó là cái lý tưởng của họ, là những người người ta mình không đụng chạm đến. Nhưng mà ở đây chỉ nói những cái thành phần mượn danh cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó để đi ra chống phá, hay là tìm những cách nó móc mé về Việt Nam, đó là những cái nói, nên đâm ra ở đây có một chút hơi đụng chạm, là tại vì Dương thường hay nói nhất là ví dụ như nói chuyện cái nghề nghiệp, giống như anh nói, giống như mọi người dùng cái câu hay liếm móng chân, thật sự ra một cái điều đó nếu mình nói ra mà để cho những anh chị khác họ hiểu, họ cũng cảm thấy họ bức xúc, tại sao lại cái nghề nào cũng là cái nghề, tại sao nói như vậy. Nhưng mà thật sự ra ví dụ chẳng hạn như anh thấy ông Tân Thái, ông cũng là làm nail, Rosa Đào cũng là người làm nail, thì đôi lúc người ta nói như vậy trong cái vấn đề đó, đôi lúc có một sự đụng chạm, chứ thật sự ở đây em nói anh, trong người trong nước này chưa bao giờ xem thường người nước ngoài. Và từ trước khi những cái diễn đàn mà nó xảy ra trong cái diện mà tranh luận như vậy, người trong nước họ rất tôn trọng, rất nể cái người Việt kiều. Nhưng mà thực sự qua sự việc này, giống như Dương đã từng nói trên đây rồi, các anh chị bên đó làm vậy là cái giá trị của mang cái tiếng Việt kiều họ xuống rất là thấp. Tại sao? Làm những cái việc người dân trong nước họ không thích, giống như điển hình như Dương hay là cũng một số anh chị khác, người ta nói tại sao vậy. Nên bây giờ nói thật với anh luôn á, mỗi người Việt kiều về, khi mà nói một tiếng Việt kiều, đương nhiên người ta cũng niềm nở đón tiếp, nhưng trong cái tư tưởng và những người mà ta biết chuyện á, người ta sẽ dè chừng trong cái câu nói, chứ không phải như lúc trước nữa. Lúc trước về cái mọi nghe nó ok, nghe Việt kiều cái là mọi người rất là ngưỡng mộ, nhưng mà đó bây giờ thì nó lại khác. Thì cũng chính vì từ cái những cái việc này nó xảy ra đó. Ok, để anh không, Dương nói đúng, Dương nói đúng, anh có nhiều cái, rất là nhiều, 99% anh đồng ý với Dương đó nha, rất là nhiều, nó tức là mình hiểu nhau rồi, đúng không? Không có anh nào coi thường nào, anh không bao giờ coi thường các em ở trong này nha, không bao giờ, tại vì Mỹ nó dạy là mình không có coi thường người ta, ok, tức là tiếng Mỹ là disrespect đó, tức là mình không tôn trọng người ta, nó không có gì vậy, tức là cái phép lịch sự tối thiểu. Rồi để anh trả lời một cái bạn trong này, là cái comment vừa mới là của quốc Nghị Quỳnh, anh nghĩ gì về Đào Minh Quân? Anh nói thiệt nha các bạn, đừng có nghĩ là anh nổ hay gì, anh chẳng biết Đào Minh Quân là ai, anh biết được tên Đào Minh Quân là nhờ các bạn nói tới nó lui nhiều thôi, anh chẳng biết, anh không biết, hoàn toàn không biết, không có nhờ lên mấy cái diễn đàn này á. Nếu mà thật sự là anh không chơi Facebook đi, anh cũng chẳng bao giờ biết ông đó là ai luôn, mặc dù là ổng là bên ổng là gì chống cộng gì đó, phải không đại khái, đúng không?
gì đó, bình bình Cali đúng không? Đó, đó là anh nói thiệt luôn nha, anh chẳng biết ổng là ai. Rồi rồi bữa nghe là biết cái vụ mà thưa cái vụ gì 36.000 tỷ gì đó là cũng nhờ Facebook hay là các bạn nói thôi. Mình chẳng biết là gì, cái đó nó không có thực tế, đúng không? Yeah. Không biết mấy người đó ra cái chiêu bài đó để làm gì anh cũng chẳng hiểu nữa, nhưng mà ok thôi, nhưng mà đó là chuyện của ta nghe Dương anh. Anh đó chuyện đó, đó là cái thứ nhì của Mỹ nè, ok, người ta làm cái chuyện gì là chuyện của người ta, miễn người ta không dẫm lên chân của mình là người ta cứ tự nhiên đó, mình phải tôn trọng người ta, ok. Cái đó là cái đó là cái tự do của người ta, mình không có cấm cản người ta được nha. Chị có chị Bạch Yến, Bạch Yến Nguyễn, chị hỏi anh sao anh lóc chị Bạch Yến nữa kìa. Ok ok, vỡ hổm hứa mở blog nhưng mà bận biểu chút xíu nữa mở cho chị Bạch Yến với chị Thảo Nguyên, đừng có lo, chút xíu làm cho. Ok. Với, rồi. Ở đây á, tự Dương nói anh Xuân Tây như thế này, tại sao Dương nói chung mới nãy là không phải Dương khen về cái style đồ của anh đâu, nhưng mà Dương nhìn anh cái cách anh mặc đồ rất ư là chuẩn, là ở gì? Tại vì ở đây á, ở đây nói thì nó hơi gọi một chút như thế này nè, có nghĩa là cái cách nhìn của Dương về anh khác, có nghĩa là anh chăm chút về cái cách ăn mặc của anh, tại vì anh có nói thẳng là anh là người có điều kiện hơn, anh có thể anh chăm chút. Còn ví dụ như anh thấy rồi, tại vì mình là người Việt, không biết là Dương thì không biết là trong cái bên cái Cali á thì có những cái cửa hàng may mặc cho cái quần áo cho người Việt mình hay không, tại vì cái người cái tạng người của người Việt mình nó là cái size nhỏ, nếu mà nói về đồ bên Mỹ chắc chắn mình mặc nó sẽ thùng thình, mà những cái đó là Dương hay nhìn thấy nhất ở những người Việt mình bên đó, thì thật sự đó là Dương cũng không hiểu là do cái không có cái size đồ hay là cái giá cả mà may mặc bên đó nó cao hay như thế nào thì Dương không biết. Nhưng mà rồi này... để nghe rồi ngừng đi để giải thích vấn đề may mặc để ngay chỗ này nè Dương, cái đề tài này rất hay các bạn. Bên Mỹ nha các bạn, không có tiệm may cái kiểu giống như Việt Nam đâu, mình tới mình đo rồi may nha bạn. Các bạn có nhưng mà rất là mắc, mà không có nhiều giống như bên Việt Nam nha. Nó có nhưng mà cái đó là nó kêu thuộc là custom, tức là nó may theo thường thường là đồ gì, thường thường đồ mình ra những cái trung tâm mua sắm mình mua nha Dương. Rồi Dương đưa những cái vấn đề rất là hay để giải thích cho mọi người biết, ok. Dương nói rất là đúng, nếu mà mình bây giờ nói một cái sai đi, đa số người Việt mình nhỏ cao hơn bên Mỹ, đồng ý điều đó. Thành ra mình vô, thí dụ mình vô đương nhiên mình vô bên Mỹ thì cửa hàng nó bán cho khách Mỹ đúng không? Thành ra cho dù cái size nhỏ, tức là small đó, size chữ S đó, là small gì? Tức là small cho thằng Mỹ nhỏ chứ đâu phải thằng Việt Nam nhỏ. Thành ra mình bận không vừa nha. Nhưng ngược lại nó có, tức là cái đồ hiệu, những cái đồ hiệu mà của tụi bên Âu Châu, của Dương thì Âu Châu nó nhỏ hơn tụi Mỹ. Không, Mỹ là quá bự con, Mỹ là béo phì, bự con lắm nha mọi người. Nhỏ với đẳng động mà mình đây mình chống Mỹ mà mọi người. Nó mập lắm. Thành ra là người mình mặc size nhỏ của Mỹ vẫn không vừa, nhưng mà mình mặc size nhỏ của tụi Âu Châu thì vừa. Đó, thành ra Dương nhìn thấy những cái người mà bận cái áo, bận cái quần vô vừa chiến vô người luôn á, tức là đồ đó là đồ đa phần nha, 90% là đồ đó là đồ hiệu của tụi Âu Châu. Tức là nó may vừa cho cái người Á Đông mình hơn. Đó là cái Dương có cái sự để ý, cái đó là đúng đó, đúng rồi. Còn bình thường mấy cái người mà không quan tâm á, đi ra ngoài người Á Đông, người Việt mình mua size nhỏ, đi vô mua size nhỏ của Mỹ thì nó vẫn rộng thùng thình, thành ra bỏ cái bận áo bỏ vô quần á nhìn không có đẹp. Đúng rồi. Tại vì cái áo nó rộng thùng thình, nhất là hai bên nách, thấy không? Áo, dạ. Thấy áo sơn tây bận không? Nó rất là vừa. Đúng rồi. Đó. Thành ra là nó có cái lý do nha. À, tiệm mai, tiệm mà các bạn tới đặt mai đồ có nha các bạn, nhưng mà rất là ít và rất là mắc tiền, tại vì cái đó là thuộc giờ lạng là đặc biệt rồi, Dương hiểu không? Đó, à. Nó không phải Việt Nam mình thì tiệm mai khắp nơi, nó khác. À. Rồi. Đó. Vấn đề thì... đó là Dương nói rất là hay. Tại vì không phải giúp tự ra nói anh biết không, ngoài cái vấn đề Dương nói là ngoài vấn đề mà nói chuyện về cái sự thù hằn với nhau về những cái gì mà anh đã thấy rồi á, thật sự Dương thích hơn là khi ví dụ tiếp cận anh chị Dương vẫn biết được là ví dụ cái văn hóa của người Mỹ á, là khi họ gặp mình, ví dụ chẳng hạn như một cái câu anh văn mình nói sai, họ còn chỉnh lại cho mình nói cho đúng nữa. Nhưng mà tại sao mình cảm thấy mình không ngượng ngùng là tại sao người ta dạy mình cái điều đó, là tại vì người ta có một cái trong cái cách họ gặp gỡ mình, họ chỉ dẫn cho mình một cái điều tốt hơn mà người mình cảm thấy dễ chịu. Mà trong khi anh thấy đôi lúc nhiều khi lên đây có những anh thấy vô những cái comment thật sự giống như anh cũng đôi lúc nhiều khi anh bức xúc vậy, mình bước vô chưa gì ô thằng này lớp 3 trường làng mở miệng ra biết là dân nó là dân bần cố nông rồi anh... Rồi để anh ngừng Dương đây, anh nói cho vấn đề văn hóa cho nghe, anh nói này anh nói thiệt luôn nè. Người nè. Việt của mình nó khác người Mỹ á, người Việt mình vẫn có cái tật nha, nói thiệt nha, nếu mà đụng chạm các bạn đừng có muộn mình nha, mình vẫn là người Việt, bây giờ mình thừa biết điều đó để mình nói cho nghe sự khác nhau.
người Việt mình có cái tật miệt thị lẫn nhau nha. Người Việt mình có cái tật rất là xấu Dương. Nhưng mà anh nói cho Dương nghe, lúc mà anh mới qua Mỹ cái gì, cái chữ mà trong chữ cái của Mỹ, cái chữ khó nhất anh nói, anh không bắt anh, tức là một thời gian rất là lâu trước khi anh nói được chữ đó, biết chữ gì, chữ H á, chữ H á tiếng Mỹ nó là H, ok. Ô, con bà nó, mình không bao giờ mình nói được chữ đó đó. Mình học mấy chữ khác thì dễ phát âm, nhưng mà cái chữ đó rất là khó. Nhưng mà sao, lúc đó thì đi học chung với, lúc đó là anh học lớp 7, lớp 8 gì chung với tụi Mỹ đó. Ô, nó rất là lịch sự như Dương, nó dạy mình, nó nói ok xương tay mày nói cái này chưa có đúng nè, để tao chỉ cho mày nha. Nhưng mà rất là niềm nở, rất là hết lòng, chứ chẳng có phải là coi thường. Rồi, đến rồi anh kể cho Dương nghe rồi, ngày sau, sau này khi anh lớn lên, anh gặp những người Việt Nam mới qua, anh cũng y chang như luôn. Người ta nói trật, người ta phát âm trật. Gặp những người Việt khác nha, rất, người Việt mình vẫn có cái tật coi thường người khác ngay mặt của bên Mỹ nha Dương. Nhưng mà anh sân tây thì không nha. Anh không bao giờ anh nói ok em à, đa số thì em vô tiệm nail thì gặp các cô thì nhỏ tuổi hơn anh, là anh kêu em à, cái chữ đó em phải nói như vậy nè, em nói phải nói như vậy mới đúng nha. Rồi anh nói rồi anh biểu người ta lặp lại, nói tới nói lui nhiều lần cho đúng, đến khi nào người ta phát âm anh nghe ok rồi anh mới ngừng đó. Là sao, tức là anh học những cái hay của tụi Mỹ, tức là mình không có miệt thị người ta. Bởi vì Dương thấy không, nếu mà Dương biết anh nè, không bao giờ anh chửi bất cứ một người nào trước, trừ về ngày người nào mà chửi anh trước anh mới chửi. Nhưng mà anh bây giờ anh cũng hạn chế nữa, luôn giống như bỏ qua không thành vấn đề nữa Dương thấy không? Đó mình không có, mình cái đó là cái phép lịch sự tối thiểu, đúng không? Nhiều khi có những người các bạn trong này là mình nói những cái gì, mặc dù cái về là cái diễn đàn trái chiều mà các bạn, đúng không, mình nói nhiều cái giống như Dương hay là Trung đi, vừa nói những cái gì trái chiều cái anh vô đây anh chửi Dương hả, tào lao đúng không? Cái mình lên mình nói ok tại sao cái đó Dương nói như vậy, hoặc là Dương hỏi là anh ủa tại sao cái đó anh nghĩ như vậy, cái đó là cái cách hay hơn. Ngồi đó chửi người ta nào là chó nào là này kia không có hay nha các bạn.